trí mà quý khách đang dừng chân đây chính là khu vực ở cụm tâm linh Chiêm Bái tại khu du lịch sinh thái Cung Nha, và đền Gối Đạn, linh thần miếu và cây đa di chuyển. Nghe tên gọi cây đa di chuyển thì có lẽ là rất là nhiều du khách tò mò. Có những người thì nghĩ là cây đa này được chuyển từ vùng khác về đây để trồng, có những người thì hình dung cây đa này biết đi. Vậy thì ý nghĩa của cái cây đa di chuyển ở đây là gì? Tại sao lại gây cái sự tò mò cho du khách địa phương khi mà về trở về với lại các địa phương trở về với Cung Nha? À, là bởi lẽ đấy là cây đa này thì theo các nhà khoa học nghiên cứu thì dòng cây đa sau một cái nó có một cái tập tính đấy là gọi là tập tính di chuyển, tức là khi mà các cái thân chính của nó bị chết đi thì các cái rễ phụ lúc đấy sẽ dịch chuyển để phát triển thành thân chính, và cái quán tính của nó là bao giờ cũng tìm ra nguồn nước để phát triển. Tuy nhiên thì cây đa ở Thung Nham thì có một điều rất là đặc biệt, đấy là cái sự dịch chuyển của nó chỉ xung quanh khu vực linh thần miếu, là ngôi miếu thiêng thờ thần linh. Và tính đến thời điểm hiện tại thì cây đa này đã di chuyển được 3 bước, đang ở cuối bước thứ 3 và đầu bước thứ 4. Để minh chứng cho điều này thì nó sẽ còn lại là vết tích của các cái gốc đa, tức là các cái thân chính của cây đa. Cho du khách có thể lui vào dâng hương tâm linh Chiêm Bái ở ngôi miếu cổ.